cuộc sống phiền não điệp chung, thong tay vào chợ ung dung, mới hay tâm cảnh tựu chung ở mình cũng là cảnh đó, cũng là cảnh đó, cùng chính tâm này, cùng chính tâm này, tình thì đại ngộ, mê thì vô minh, tình thì đại ngộ, mê thì vô minh. Phật xưa đâu khác chúng sanh, tùy tâm nghiệp truyền từ sanh niết bàn. Phật xưa đâu khác chúng sanh, tùy tâm nghiệp truyền từ sanh niết bàn. Khi tâm chưa ra, khi tâm chưa ra, chỉ thấy muộn phiền, chỉ thấy muộn phiền. Đến khi chợt tỉnh cơn mê, mới hay đắc đạo nhất như tâm này. Tâm đạt bên giác, tâm đạt bên giác, chẳng còn phân biệt, chẳng còn phân biệt, còn đâu phân biệt mình người, còn đâu bia ngục vô dư niết bàn. Sống đi vào cuộc sống phiền não điệp chung, phiền não điệp chung, thong tay vào chợ ung dung, mới hay tâm cảnh tựu chung ở mình cũng là cảnh đó, cũng là cảnh đó, cũng chính tâm này, cũng chính tâm này. Thì đại ngộ, mê thì vô minh. Phật xưa đâu khác chúng sanh, tùy tâm nghiệp truyền từ sanh niết bàn. Phật xưa đâu khác chúng sanh, tùy tâm nghiệp truyền từ sanh niết bàn. Khi tâm chưa ra, khi tâm chưa ra, chỉ thấy muộn phiền, chỉ thấy muộn phiền. Đến khi chợt tỉnh cơn mê, mới hay đắc đạo nhất như tâm này. Tâm đạt bên giác, tâm đạt bên giác, chẳng còn phân biệt, chẳng còn phân biệt, còn đâu phân biệt mình người, còn đâu bia ngục vô dư niết bàn. Bồ đề đích thị trần gian, đồng không ngoài tình cám vàng không ai. Bồ đề đích thị trần gian, tình thì đại ngộ, mê thì vô minh. Tình thì đại ngộ, mê thì vô minh. Một
Phật. Kính chào đại chúng, mời cùng niệm Phật. Nam mô Sakya Muni Buddha. Nam mô Sakya Muni Buddha. Nam mô Sakya Muni Buddha. Chúng ta sẽ học chủ đề ngộ lý không vào cửa thiền. My dear student, today we again study the title of realization the emptiness. Enter the Zen gate. Có nghĩa là sao? Nếu trong cuộc sống, dù là Phật tử hay là người xuất gia, nếu chúng ta giác ngộ được các pháp tánh không là ngộ lý không. What does that mean, realization the emptiness? It doesn't matter you are the lay Buddhist or you are a nun. All of us, we have to practice to realize the emptiness. Và khi chúng ta giác ngộ là tất cả pháp, all phenomena, đều là tánh không, thì là lúc chúng ta vào được cửa thiền, có nghĩa là vào được cửa không. When we practice, when we realize the all phenomena are empty, that means we are enter the Zen, enter the gate, Zen gate. Cửa không, emptiness gate. Emptiness gate, enter the emptiness gate. Và cũng gọi là vào cửa đạo. That means we are enter to the great way. Khi mới học thì những cái danh từ này khi chưa thông chúng ta cảm thấy khó khăn. Nhưng qua ứng dụng chúng ta sẽ thấy không hề khó khăn. Mà đó là việc chúng ta có thể làm được. For the beginner, when we first learning about these terms, it seems like so hard for us, seems like a strange. But after we practice, then it's not a strange to us anymore, it's not difficult for us anymore. Thí dụ, chúng ta đang buồn, lo một việc gì đó, hay giận hờn ai đó. Just like example, when we worry about some things, or we upset about something, or we get mad at somebody. Nhưng nếu chúng ta sực nhớ, thôi, việc này nó chưa đến, lo lắng nhiều quá làm gì, buồn khổ, giận hờn làm gì. But then we realize that, that matter is not even happened yet. Why should I worry about, or why should I get mad at that person for? Thì ngay tức khắc, tâm chúng ta sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, bình an hơn là chúng ta cứ suy tính, dao động, lo lắng. At the moment you realize that is not real, then you let go right away. At that moment, your mind will be at peace and stop worry, stop suffering right away. Thưa đại chúng, đó là giác ngộ lý không đó. That's what you realization of the emptiness. Các pháp nó chưa có xảy ra, nó chưa thật, đừng lo lắng. All of the things, all of the matter is not happening yet, so just don't worry, stop worry. Những tư tưởng lo lắng nó không thật cần thiết và nó không thật có giá trị để làm cho mình phiền muộn. All of that emotions, all of that worries is unnecessary to make you suffering, to make you affliction. Nhìn cho kỹ, lúc đó là lúc mình buông tất cả và tâm của mình sẽ thênh thang vào cửa không. At that moment, if you really look into it, and then you will see your mind let go, and it will be vast, immense,
That means you are entered the emptiness. Cửa không, không những gọi là cửa thiên, mà cũng gọi là cửa đạo. The emptiness gate you can call that is the Zen gate. You can only call a great way. À, vì đó là cái chỗ mà mình bước vào con đường an lạc giải thoát mà Phật đang chỉ dạy. Because at that moment you are enter the path of liberate of freedom that Buddha want to try to teach us. Chúng ta sẽ bước vào tìm hiểu kỹ bài kệ trình kiến giải của Lục Tổ Huệ Năng. Let's go into the poem of Huệ Năng's poem and try to analyze this poem. Ngày nào mà mấy huynh đệ chưa giác ngộ thì chúng tôi lưu ý là quý vị chưa hiểu bài kệ đâu. As long as you don't awakening yet, that means you are not understand this poem. À, dù chúng ta có thể học thuộc lòng từ cái bài thơ tiếng Việt, từ bài thơ tiếng Anh. Even though you memorize well in English or in Vietnamese, but you just memorize it, but you don't understand deeply. À, hôm nay khi học kỹ, chúng tôi mong rằng quý vị thật sự lưu ý về cách thực hành. Today we carefully, slowly learning this and pay attention to the way how we practice. À, xin mời. Body is actually not a tree. The mind not a mirror bright. Basically, there is not a thing. Wherefore can dust alight? Body is a Sanskrit word. The Chinese translate it as awakened. The awakening nature embraces no shape, no image, and no form. How can it be a tree? The mirror in its own nature is bright, just as Buddha nature is always tranquil. Both reflect everything, but leave nothing in it. Since the body nature is formless, and it is not a thing, how can dust settle for us to clean? When analyzing these poems, we shall be able to distinguish the difference between the person inside the gate and the one outside the gate. Sensory poem, though beautifully written, still conveyed the concept of self or separate entities. On actions taking place in his poem required the existence of the physical being, an object, a form, in order to accomplish the task. He had to constantly remind himself to be rid of the defilement in order to attain enlightenment. He was too preoccupied with the formality or the process of the practice. Thus, he could not gain the ultimate insight. Huynhen, on the other hand, contrasted Shen Shui poem to emphasize that form must be eliminated in order to gain insight into the essential emptiness. Huynhen saw that the mind and heart had no form, no image, because he had attained body-mind, or the relation of prajna. Buddha's nature is always tranquil, denotes that the ultimate reality is always impartial and undifferentiated. There are no processes or objects necessary to practice the way. His poem simply demonstrated his understanding of transcendentation. There are no separate entities, thus no presentation of the body and the mind. Naturally, the fifth patriarch realized Hunan's wisdom, but he did not want to disappoint Sensui, and to avoid a possible uproar, he denounced Hunan's
poem by wiping it off the world with his shoe and said, "This gatha is not acceptable either." That night, the fifth patriarch summoned Hunan to his quarter, explained the Diamond Sutra to him. Though illiterate, Hunan could comprehend it easily and got sudden enlightenment. Thus, the fifth patriarch elected Hunan to be his successor and handed him the robe, Kasai, and bow as the seal of might. Trong bài kệ của cư sĩ Huệ Năng bảo rằng Bồ đề vốn không phải là cây. In the Huệ Năng's poems, the Bodhi is not a tree. Vì Bồ đề là âm tiếng Phạn, có nghĩa là chữ Ấn Độ. Và tiếng Trung Hoa dịch là giác. Bodhi is a Sanskrit word. The Chinese translate it as awakened. Vậy câu thứ nhất của bài thơ đang nói về tánh giác của mọi chúng ta, của tất cả chúng ta, vốn là không hình tướng, cho nên không thể ví nó như cái cây được. The first sentence of the poem talking about the body mind is a formless. So it doesn't have a, it's a formless. That's why we cannot think it's a tree. Rồi kế đến câu thứ hai bảo rằng gương sáng cũng chẳng phải là cái đài. Cái đài gương là cái hình tướng để có cái gương ở trong đó. Cái gương sáng không cần cái khung ở ngoài. The second sentence is the mind not the mirror bright. The mirror in its own nature is bright. It doesn't need the it's a formless. So it doesn't need a thing to hold it. Bản chất của cái gương là sáng rỡ. Và cái gương đó là ví cho cái tâm của tất cả chúng ta. The mirror in its own nature is bright. Just as the Buddha nature, it represents our everyone's mind. Tâm chúng ta luôn luôn sáng, không phân biệt trình độ, không phân biệt nam nữ, không phân biệt quốc gia. Our mind is always shining bright. It doesn't matter we are what nationality are we male or females or the degree or the level of education. Và cái tâm đó cũng không phân biệt giữa phàm và thánh. Phàm và thánh tâm đều sáng rỡ giống nhau. Luôn cả người và loài vật cũng không khác. This nature bright, it doesn't matter and it's in animal or a humans, or we are in the ignorant state, are we in the human mind or the holy mind, it's always bright shine. Nếu ngài thần tú chủ trương phải siêng năng lau chùi thì chúng ta thấy điều gì khác biệt mà ngài không được tổ chấp nhận, không được thầy chấp nhận? Phải siêng năng lau chùi, luôn luôn phải lau chùi, mà phải lau chùi thì vừa có cái gương dính bụi, vừa có bụi và vừa có phải khăn lau, ba điều đó. You see the difference between Shen Xiu poem compared to Huệ Năng's poem. Shang Shu, he said that all actions taken place in his poem require the existence of the physical being, an object, a form, in order to accomplish the task. Thưa đại chúng, ở đây gương có phải là vật? Gương là chỉ cho tâm. Mà nếu mà dính bụi là khi nào nó có hình tướng nó mới dính bụi.
Còn nếu tâm của chúng ta vốn là vô tướng thì làm sao dính bụi? Xưa nay không một vật và nó cũng không phải là có hình tướng thì lấy gì mà dính bụi mà cần phải lao? The mirror represents the mind. If the mind is always shy and bright, it doesn't have any dust, so we don't have to clean it. Ngài cư sĩ Huệ Năng khác với giáo thọ thần tú ở chỗ Ngài nhìn ra xưa nay không một vật. Cái thể của tâm không tướng mạo và luôn các pháp cũng không tướng mạo. Thì cái gì gọi là bụi, rồi cái gì là gương để dính mà phải lau chùi? When Thằng Tú, he had to constantly remind himself to be rid of the defilement in order to attain enlightenment. He was too preoccupied with the formality or the process of the practice. Thus, he could not gain the ultimate insight. Huệ Năng, on the other hand, contrasts Sheng Shui's poem to emphasize that form must be eliminated in order to gain insight into the essential emptiness. Cho nên, tất cả chúng ta hãy rời cái văn tự bài thơ để quay lại nhìn tâm mình. Chúng ta cần phải giác ngộ hai điều. Là tâm chúng ta vốn không tướng mạo. Không có tướng mạo. Let's forget about the poem right now. Look at into your mind. Think about it. Your mind, your true mind is formless. Và nếu không có tướng mạo thì cái gì có thể dính vào? Bụi nào có thể dính vào để mà lao? If it's a formless, then nothing can hold on to it. Then we don't need to clean it. Và thưa đại chúng, cũng đừng nhìn văn tự nữa. Cái bụi đó là chỉ cho cái gì trong tâm của mình? When we talk about the dust, what is that in our mind? What is that dust represent? Mời. Bụi là gì? Trong cái thực tế của tâm mình, bụi là gì mà dính vào tâm mình? Reality, what is that dust can be stuck in your mind? Dạ mô Phật, thưa Thầy, bụi đó nó chính là vọng tưởng và vọng tâm của chính cái tâm của mình. Vọng tưởng, vọng tâm mà luôn cả phiền não, khổ đau, nó chính là bụi dính vào tâm mình. So the dust stuck in our mind is our false thoughts, false thinkings, our defilements, our ignorance, our ego attached to the mind. Nhưng ở đây chúng ta lại đừng nhìn chữ, để bị chữ sẽ lôi cuốn của mình, lôi cuốn sự sáng suốt của mình. Vậy cái vọng tâm đó có thật không? Là một. Và tâm, cái tâm của mình có hình tướng không? Để mà cái bụi vọng tâm phiền não dính vào tâm mình. So forget about the poem. Look into yourself and ask. Is that false thoughts, the defilement is real or not? And the second is your mind. Do it have a form? If it's formless, then there's nothing can stuck to it. Cho nên đây là chỗ rất là quan trọng mà mấy huynh đệ chưa thật sự hiểu, chưa thật sự giác ngộ. Cho nên tu nó, kết quả nó không như ý mình mà có thể thành tựu được. A lot of us, we practice, but we didn't do the right way, we didn't understand the right way, that's why we're not success in our practice. Xin tư duy về hai điều này. Tâm mình có hình tướng không? Trả lời câu này là câu thứ nhất, một cách khẳng định. Tâm mình có hình tướng không? Nó có phải là một vật không? Let's contemplate. The first question I ask, is your mind, it does have a form? Cũng không phải là một vật. Or is
a things or is an and, object. And not all. And it's first of all is they have a form and is an object or not. Khi mình biết tâm mình không có tướng, ai tin được như vậy, thấy được như vậy xin giơ tay lên. Who do believe or see that your mind is a formless? À, và câu thứ hai là xin bỏ tay xuống. Tâm vọng tưởng của mình vui buồn giận hờn khổ đau cũng không thật. Nó chỉ là một cái duyên hợp để tạo thành một cái lo lắng, một cái thương yêu và một cái sân hận. Mà cái sân hận thương yêu này không thật. Ai thấy được cái tính chất duyên hợp không thật của cái tâm vọng tưởng xin giơ tay lên. Raise your hand if you realize that all emotions, your like, dislike, get mad, get upset or happiness, all of that just conditionally arise and it's not real. Whoever agree with that, raise your hand. Khi nào mình nhớ được điều này và mình hành trì được điều này là mình đang giác ngộ và mình sẽ an lạc trong bất cứ hoàn cảnh nào. If you can always remember that your all emotion minds, emotions and your minds are formless, your emotion is not real, then you are awakening, you are liberate yourself, you stop suffering. English, please. Hence, body is awakening's nature. The mind is the ever-shining wisdom inherent in each of us. It has no form. When Hui Kong was looking for his mind, it was already pacified. Hui Nan was also aware that own thoughts were delusion, formless, because its nature was emptiness. Being empty, it would not be attached or defined. If we could realize that nature of emptiness, we would enter the Zen gate. Thus, entering the Zen gate means getting an insight into emptiness. Thus, from Hui Ko to Hui Nan, all the patriarchs got enlightenment when they realized that the nature of emptiness. They entered the Zen gate. Why we are practicing the way, we have to understand completely the ultimate truth to attain emptiness. What Bodhidharma had used to appease Hugo's mind was the same as the fifth patriarch did to let Hunan through the Zen gate, the realization of ultimate emptiness. Xin đại chúng ghi nhớ, khi nói chữ Bồ Đề có nghĩa là nói về tánh giác của chính chúng ta. My student, please remember, when we talking about the body, is that mean the awakening nature of every one of us? Và khi nói là gương sáng, thì đại chúng hôm nay chúng ta phải nhìn ra cái gương sáng của tâm mình. Khi đối cảnh mình thấy được tất cả, có phải tâm mình là một cái tấm gương mà cảnh nó đang hiện ra để mình thấy không? When we talk about the mirror bright, that means our mind, every time when we facing the things outside, and do you realize that everything appear in front of that mirror, bright mirror? À, khi chúng ta nhìn thấy rõ trước mặt có hoa lan, trước mặt có trái cây cúng Phật, trước mặt có cảnh trang nghiêm thanh tịnh chung quanh, thì đó chính là cái sáng của tâm mình đang chiếu soi vạn vật. In front of us, we can be able to see all kind of things, flowers, everything in front of us. That means our mind is, nature is bright. And it's always transform. Cái tính chất chiếu soi sáng suốt khi đối cảnh là dụng của chân tâm của tánh giác.
It be able to see the things, all of the things brightly and clearly. That is the manifest of our Buddha nature. Và sự chiếu soi thấy rõ tất cả cảnh vật chung quanh cho đến thấy rõ tâm mình thì đó chính là cái dụng chiếu soi của tâm, cái dụng của tánh giác. Right now our mind can reflect everything and it's always transformed and we can be able to see our own mind is transformed. That means it's the manifest of our Buddha nature. Xin lấy một thí dụ quen thuộc. Dòng điện ví như tánh giác. I give you one example. The currents of electricity is just like our Buddha nature, the source. Vậy dụng của điện là gì? Xin mời quý vị kết hợp được để mình tiến tu một cách dễ dàng. Cái diệu dụng của dòng điện là gì? So what is the manifest from the electricity? Mời. Những thí dụ này rất là dễ dàng quen thuộc, chúng tôi thường dùng nhưng mà chưa phải của quý vị, thành ra hỏi lại không nhớ. English. The reason I asked the question what is the manifest of that electricity? Because sometimes you don't understand, that's why when I ask you don't know the answer. So answer me, what is the manifest of that electricity? Quý vị nếu muốn trả lời cho nhanh, tại vì một buổi học á, trong một tiếng mà chúng tôi phải chia ra hai sinh ngữ, chạy ra buổi học có 30 phút thôi. Mà nếu cái giờ trả lời của mấy vấn đề kéo dài, thì cái giờ học nó còn 15 phút, rất ngắn. À, cho nên không phải quý, chúng tôi nôn nóng mà hối đại chúng đâu, mà quý vị không thấy được cái giờ vàng trong lúc học rất là hiếm và rất là quý. Xin mời ai mà muốn phát biểu xin mở sẵn sàng. Dạ, máy mô Phật kính bạch thầy, theo sự suy nghĩ của con thì điện như là cái dụng của tâm. Câu đó tôi nói rồi, giờ này câu hỏi của tôi là dụng của điện là gì? Phải tập trung câu hỏi. Nếu mà mình tán loạn là mình nói trật chủ đề liền. Chưa nói được, tôi nói uổng lắm đó nha. Dạ mô Phật, thưa thầy, cái dụng của điện bây giờ là làm cho micro có thể phát ra tiếng lớn và cái đèn có thể phát ra ánh sáng. Đúng, đi từ cái đơn giản đó. Đó là dụng của điện. Và còn nhiều dụng nữa. Thí dụ qua cái bàn ủi, qua cái máy giặt, qua máy sưởi vân vân, đều là diệu dụng của điện. Because the because we do have electricity, that's why we can be able to turn on the fan, we can turn on the light, we can turn on the washer, we can turn on to make my voice louder with the microphone right now. So all of that is the manifest of the electric. À, rồi bây giờ diệu dụng của tâm là gì? Diệu dụng của chân tâm là gì? So what is the manifest of the true mind? What is the manifest of true mind? Hiểu được cái chuyện diệu dụng của dòng điện thì chúng ta mới kết hợp về tâm. Diệu dụng của Phật tánh chân tâm là gì? Yeah, so Master asked what is the manifest of the true mind? Dạ mô Phật, cái diệu dụng của chân tâm lúc này là nghe. Có tiếng liền nghe, thấy liền biết, biết trả lời, biết đối đáp, biết biết này biết kia. Thì đó là diệu dụng của chân tâm, thưa mô Phật. Tóm tắt qua 6 căn. English. Right now we can be able to hear, we can be able to see, we can be able to feel. That is the manifest of our Buddha, true mind. À, thì nên nhớ tâm mình là một tấm gương là như vậy đó. Có âm thanh, nó liền nghe. Có hình ảnh, nó liền thấy. So, và luôn cả tâm mình vui buồn, mình thấy không? Mình thấy. Tâm người khác vui buồn, mình thấy không? Thấy luôn. Nó vi diệu như vậy đó. So, the mirror, bright mirror, it represents the mind. Because we can be able to see all of our emotions.
whenever a sound we can be able to hear, we can be able to see, all of that is our manifest of the true mind. Tóm lại, diệu dụng của chân tâm Phật tánh căn bản là cái diệu dụng qua sáu căn, thấy, nghe, hiểu, biết, nhưng đó mới là diệu dụng căn bản. The basic of the manifest from the Buddha mind is through our six sense. Sau đó, cái diệu dụng đó xứng tánh tác Phật sự là từ bi hỷ xả, làm tất cả những việc thiện lành trong cuộc đời. So from that basic, the foundation of six sense, we can manifest to do all benefits for life, compassionate, loving kindness, all of that. À, thưa đại chúng, vậy ở đây quý vị lưu ý hai điều mà chúng tôi tin rằng quý vị còn yếu. Hiểu chữ cũng chưa sâu mà thực hành cũng chưa thường xuyên, chính là thấy rõ xưa nay không một vật, các pháp đều không thật. So in this lesson I want you to all try to remember, because sometimes we memorize the poem but we don't understand. We have to remember two things deeply. There is our mind is nothingness. Giờ này chưa nói mind mà nói phenomena. The all phenomena is emptiness. Đó. Chúng tôi bước một là lưu ý cảnh. Cảnh đó dù là trần cảnh hay tâm cảnh, vui buồn của mình cũng không thật. All of the phenomena is emptiness. So our four thoughts, anything arise in our head that's unreal. Và điều thứ hai, chúng ta cần để tâm, để nuôi dưỡng đạo lực, chính là cái chân tâm thanh tịnh mình cũng không có tướng mạo. And the second thing I want you to nurture, to understand and nurture and try to live by it, that your Buddha mind, your true mind is formless. Nhưng cái tâm không hình tướng này nó lại rõ ràng thường biết và nó có những diệu dụng tuyệt vời cho cuộc sống. Even though it have no forms, this Buddha mind is the nature mind is no form but ever shining wisdom. Nó sẽ thể hiện từ bi hỷ xả. It will show out the compassionate, the happiness, the letting go, not holding anything. Còn riêng nếu với vọng tâm thì sao? À, lưu ý chỗ này, vọng tâm của mình có thật hay là cũng không thật? Remember, our four thoughts is real or unreal. À, dĩ nhiên vọng tâm cũng không thật, nhưng chúng ta vì vô minh vẫn chấp vọng tâm là thật và chạy theo vọng tâm của ai? Của chính mình. Of course the four thoughts is unreal, but because we ignorance, that's why we keep following that four thoughts. Và đây là một điểm vô minh mà chúng ta cần phải vượt qua. Chúng ta không những chạy theo vọng tâm của chính mình để tạo nghiệp, mà chúng ta cũng chạy theo vọng tâm của người đối diện. Nếu người đó đang sân thì mình cũng sân lại. Người đó đang si mê, mình cũng si mê lại. Chứ không phải là mình thấy người đối diện sân, mình biết và mình bất động. À, hôm nay lưu ý để tu cái phần này. So I want you to pay closely attention to this ignorance. Sometimes we do believe in our four thoughts is real. We try to follow our four thoughts. Not just that, and then we follow people's other person's four thoughts. When they get mad at us, we get mad back. So that's why we live in that ignorant state of mind. À, cái ngài Huệ Năng thấy rõ bản tâm vô tướng hằng giác,
tức là Bồ Đề. Huệ Năng saw that the body is the awakening nature and mind is the ever shining wisdom inherent in each of us. It has no form. Và khi mà ngài giác ngộ như vậy, giác ngộ bản tâm vốn là vô tướng, thì ngài đã được vào cửa thiền. When Huệ Năng he was realized that the true mind is formless and all the thoughts were illusion, then he entered the emptiness. À, cho nên đã được ngũ tổ chấp nhận là người đã vào cửa. That's why the fifth patriarch select Huệ Năng to be his successor and certify that he entered the gate of emptiness. Thì thưa đại chúng, cái tinh thần chính khi chúng ta học lại bài kệ này ở chỗ đó để chúng ta dùng công. That's why we study this poem today. The main point is I want you to recognize that the form, the mind is no form and emptiness. Vậy thì cái chỗ mà vào cửa không của lục tổ nó cũng tương ưng với chuyện nhị tổ Huệ Khả, con tìm tâm không được, thì chính là đã nhận được lý không, và nhị tổ Huệ Khả cũng vào cửa không mà được thành tổ. You see, Huệ Năng is same story with the second patriarch, that in order to certify him as a patriarch, because Huệ Khả, when he came to first patriarch and asked, was looking for his mind, and the first patriarch pacified his mind when he looked in it. And Huệ Năng was also aware that all thoughts were delusion, formless, because of its nature was emptiness. So the same story between patriarch second and sixth patriarch Huệ Năng. À, vậy cái tinh túy sau khi ôn lại bài kệ này, chúng ta biết cái tánh giác của chúng ta thì gọi là Bồ Đề, và cái liễu liễu thường tri chính là tâm, là diệu dụng của tánh giác. So now we study, we know that the body is the awakening nature and the mind is the ever shining wisdom. Và tánh giác cũng như chân tâm là cái không có tướng mạo. Ever shining wisdom is just like our true mind. It have no form, formless. Mà rõ ràng thường biết. But always, ever shining, always shining wisdom. Chúng ta nhìn thấy, nhớ câu chuyện của ngài Huệ Khả, tâm bất an vì ngài chấp cái tâm mình là thật, cái tâm vọng tưởng là thật, cho nên ngài dao động, đau khổ, bất an. Ngài Huệ Khả, he was unsettled mind, because he attached to that emotion mind is real, so that's why he have trouble, he very unstable mind. Nhưng khi ngài đã giác ngộ được, khi tìm tâm không thấy, thì chính là ngài đã được an tâm, ngài không còn thấy nó là thật để chi phối mình nữa. But when Huệ Khả was looking for his mind and he cannot find it, it was already pacified. Và cái tương đồng của lục tổ cũng vậy. The same story with the six patriarchs, the same thing. À, chúng ta chậm chậm để nhìn về mình, để dụng công. Lục tổ thấy rõ tất cả vọng tưởng không thật, không tướng mạo, và cái thể tánh của nó là không. Vọng tưởng là như thế.
You see, so we learned this lesson from six patriarchs, so we can apply to our life. Huệ Năng, he saw all of his four thoughts is unreal, and his mind is formless. That's why he entered the emptiness. Nếu mà có được trí tuệ như thế thì chúng ta có bị dính, có bị lôi cuốn bởi vọng tâm của mình không? If we can realize all thoughts were a delusion, formless, because of its nature was emptiness, being empty, it would not be attached or defiled. Khi chúng ta dính mắc, chúng ta sẽ buồn, khổ và chúng ta sẽ tạo nghiệp, sẽ khổ đau. When we attach, then it will cause us suffering, afflictions. Nhưng khi chúng ta biết nó không thật và chúng ta buông xả, thì ngay tức khắc chúng ta đã không khổ, không tạo nghiệp và chúng ta đã vào cửa không, con đường giải thoát an lạc. But if we, when we realize that it's all unreal and we let go of it, so that means we stop suffering and stop create karma. Tóm lại, trong tuần này, Quỳnh Đệ cố gắng nhìn tâm mình, nhìn vạn pháp. Dính mắc điều gì, chúng ta hãy dùng trí tuệ Bát Nhã để quán sát lại. So việc đó, vật đó có thật không mà mình dính mắc? So in this week, I want you to use your mind to look all of the phenomena, all of your four thoughts, your emotion. They not real, so don't attach to it, so don't cause suffering. Và thực hành cái điều căn bản này chính là chúng ta vào cửa. Đơn giản như vậy thôi. Nhưng chúng ta không biết chỗ căn bản để hành trì. It's a very simple, this is a very basic lesson, basic practice. If we can realize this, then we liberate. Hiện giờ tu mà muốn cho tâm an thì chúng ta phải thấy được cái lý không này. Right now, in order to have the calm mind, then we have to get in an insight into the emptiness. Giống như trong cuộc sống, nếu chúng ta thấy điều gì đó làm chúng ta bức xúc, làm chúng ta dao động, hãy dùng trí tuệ Bát Nhã soi rọi cái phần đó. Có phải chúng ta đang thấy các pháp là thật nên bị nó chi phối không? Và khi giác ngộ, chúng ta buông xả, thế là trở về trạng thái giải thoát an lạc. In daily life, every time when we upset, when we nervous, when we suffering, that means we look at the phenomena and we attach to it because we wrongly think it's real. So if it's not real, it's unreal. So we learn how to let go so we can be liberate, be free. Cho nên một cái động tác rất quen thuộc mà đôi khi chúng ta không làm chính là biết vọng tưởng không thật, nó chỉ là huyễn hóa thôi, và mình không chấp nhận nó, không theo nó. We have to remember that all thoughts were delusions. It's not real. Don't attach to it. Thì nó sẽ không lôi cuốn mình. Mình không dính mắc với nó là nó không lôi cuốn mình. Nó lôi cuốn là mình vui với nó. Lôi cuốn có nghĩa là mình buồn với nó. Nên nhớ, có vui có buồn trước một vấn đề gì chính là đang bị lôi cuốn. If we don't attach to it, so that means it lose the power, it doesn't have so it cannot pull us anymore. Every time we upset, we angry or we mad, we have, that means we already let that false thoughts pull us. Và khi chúng ta không bị lôi cuốn thì cái lực á vô minh của các pháp nó không có làm chủ mình, mà lực nó sẽ yếu đi và chính mình sẽ được an tâm
được giác ngộ giải thoát. If we awakening and we have the prajna wisdom to see all of the phenomena or our false thoughts is delusion, then it lost the effectiveness. It cannot pull us anymore. So we can be able to live with that calm mind, peace mind, and liberated mind. Và đó là phần ôn lại hành trạng của Ngài Huệ Khả và Ngài Lục Tổ đều giác ngộ lý không mà vào cửa thiền. So from Huệ Khả to Huệ Năng, all the patriarchs get enlightenment when they realize the nature of emptiness. They enter the Zen gate. Và tiếp theo chúng ta sẽ được nghe giải thích ba thời, tâm ba thời không thể được trong Kinh Kim Cang để cho chúng ta ứng dụng trong đời sống của chính mình. Next, we will use the sentence from the Diamond Sutra to illustrate the concept of emptiness. Please. I will use a sentence from the Diamond Sutra to illustrate the concept of emptiness. If the mind is preoccupied with the past, the present, and the future, it is not a calm mind. We tend to think of the past, of the remembrance of the good old days. This is calm mind of the past. Now, we are thinking of things to be done today. The mind is constantly moving, planning to accomplish all the tasks on our agenda. Since the mind of the present is too busy, it is not calm. Then we are also concerned about things we need to fulfill in the future. Those things have yet to occur, thus they don't exist. Once again, the mind of the future is not real either. So the mind of the past, the present, and the future is indeed unreal. We must understand that this phenomenal world is an illusion, and own phenomena do not exist, then we shall be able to realize ultimate emptiness. Bây giờ chúng ta sẽ nghe giảng về tâm ba thời không thể được, có nghĩa là nó không thật trong Kinh Kim Cang. Now we will hear the the Diamond Sutra to illustrate the concept of the emptiness of the mind of three different times. Trước nhất là tâm quá khứ không thể được, tâm hiện tại cũng không thiệt, không thể được có nghĩa là không thật, và tâm tính toán trong tương lai cũng không thật, không thể được. The mind of the past, the mind of the present, the mind of the future is not acceptable. Chúng tôi cũng mời đại chúng buông chữ nghĩa ra, nghe giảng nhìn ngay tâm mình. Khi mà hằng ngày chúng ta dấy niệm mà chúng ta nhớ chuyện quá khứ thì đó chính là tâm gì? Now let go of the words, intellect. Look into your mind. Every day when we worry about something, what kind of mind is that we're using? Khi chúng ta nhớ về quá khứ thì đó gọi là tâm quá khứ. When we remembrance of the past, that means we remember the things in the past. Nghĩ đến kỷ niệm vui buồn của quá khứ, rồi tâm chúng ta cũng vui theo cái kỷ niệm đó, và tâm chúng ta cũng buồn, cũng giận theo cái kỷ niệm, thì đó gọi là vui buồn, nó thuộc về tâm quá khứ. When we remember about the past, if the sad past, then now we sad. If the happy in the past, then now our mind is happy. So our mind is always sad or happy, follow to the past. Rồi, bây giờ tâm hiện tại là tâm nào?
Nếu hiện tại chúng ta suy nghĩ tính toán những việc đang xảy ra trong hiện tại, à, như vậy đó là tâm hiện tại. So what is the present mind? The present mind is constantly moving, planning to accomplish all those tasks on our agenda that's called the present mind. Thí dụ giờ này chúng ta tính đi chợ. Thưa đại chúng, tính đi chưa? Bây giờ cho xong đã rồi mới nói tới tính đi chợ, mua cái gì, bàn luận với nhau. Thưa đại chúng, đó là tâm gì? Hiện tại hay vị lai? Đó là tâm vị lai, tại tính đi chợ chứ đã mua đi chợ đâu. Thì đó là tâm vị lai. So we planning to go to the supermarket and buy something. So that means we are using the future's mind. Nhưng mà nếu hiện tại chúng ta đang ở chợ đối diện với những mặt hàng chúng ta muốn mua, rồi chúng ta mới thấy cái này tốt, cái này đồ cũ mình không thích, thì đó chính là tâm hiện tại. The present mind is like when we stand in front of many things. Let's say we go to the supermarket and stay in front of many objects. And we differentiate, we say, okay, this good, this bad, this old, or something, that is the present mind. Nhưng nếu lúc đó, ở ngay chợ, mà chúng ta sực nhớ, lần trước chúng ta có mua cái hộp me đó ha, ăn mình cũng thích hết. Chúng ta vừa sực nhớ như vậy, thì thưa đại chúng, đó là tâm gì? Quá khứ. Chính là tâm quá khứ. Hôm nay nhìn ra ba tâm chưa? So even though right at that moment we stand in the supermarket and then we think in the past, we say, huh, the last time I came here, I bought a box of tamarind fruit and it tastes so good. So what kind of mind is that we are using? We are thinking about the past. We're using the past mind. Và chúng ta thường trộn lẫn quá khứ qua hiện tại qua tương lai. Mình trộn lẫn đến nỗi mình mờ luôn, mình không còn phân biệt, là chúng ta đang bị chi phối bởi ba tâm. A lot of time we always mixing up the present of mind, the past of mind, the mind of the past, the mind of the present, the mind of the future. We all mixing up, get to the point that we lost. À, khi đặt riêng tâm quá khứ, tâm cái tâm mà nhớ nghĩ chuyện quá khứ, tâm đó có thật không? Không thật, vì quá khứ đã qua thì nhớ chuyện quá khứ cái tâm này nó không có thật. We tend to think of the past, of the remembrances of the good days, but that is not real. Is the that mind of the past is not real. À, thưa đại chúng, chúng tôi đang đi qua vấn đề thứ hai của tâm đó. Vấn đề thứ nhất là phân loại có ba tâm của ba thời: quá khứ, hiện tại, vị lai. Mấy vấn đề nên nắm rõ. I want you to clearly understand the three different times of mind: the present, the past, and the future. Và bây giờ chúng ta bước qua bước thứ hai là bản chất của ba tâm này. Tóm tắt là nó không thật. And now I want you to go to the second level: is the characteristic of these three kind of minds. It's not real. Vì sao? Vì quá khứ thì đã qua, vậy cái tâm mà đang dính mắc phân biệt quá khứ, tâm đó đâu có thật. When we go back to the past is don't exist, the mind of the past, so it's not real. Nhưng tâm hiện tại có thật không? What about the present of mind? Is that real too? Chỗ này hơi khó nha. Có vị là lo gật đầu, tâm hiện tại thật rồi đó ha. Tại nghe hiện tại là thật ha, là thực tế phải không? Nhưng tâm hiện tại cũng không thật. À, xin dừng lại để mấy chị vào đạo sớm trả lời tại sao nó không thật. Biết được, nghĩa là cái bằng trí tuệ nói nó mới có giá trị. Rồi mình tu mới có kết quả, còn mình thuộc lòng không á, thì có khi nhớ, có khi quên. Tại sao tâm, ba tâm đều không thật? Vì sao? Now when I talk to about the presence of mind, and some people shake your head, yeah, the present is real. But the present is not real, it's unreal.
Now use your wisdom tell me that you've been practicing why the present mind is not real. Dạ mô Phật bạch thầy, cái tâm hiện tại nó cũng như mình đang nhìn dòng nước vậy đó thôi. Mình nói ra một cái nó đã xong rồi thì mình cũng nhìn dòng nước cái mình cũng vừa mới thấy đó cái nó cũng trôi qua mất rồi. Nó cũng không thật luôn. Là một cách nói, còn cách khác. English please. Dear Master, a present time, I just look at the river. When we look at it, but the next, it's already run away. So go back to our present time. Whatever we can say, but it's right away, it become the past. So it's impossible. Từ Hoa Khai. Mô Phật thưa Thầy, con thấy được cái sự khác biệt giữa cái mind và thinking. Think là cái suy nghĩ. Mình bị nhầm lẫn giữa cái tâm và cái suy nghĩ. Và bị vì người ta, con chính đây là bản thân con bắt đầu con thấy rõ được cái tâm khác hẳn cái suy nghĩ. Cái suy nghĩ nó giống như một cái sử dụng của cái tâm, cũng giống như cái đèn mà thầy nói đó. Nó là cái nguồn energy mà nó tỏa ra cái ánh sáng. Thì cái suy nghĩ chỉ thực sự là một cái ánh sáng được diệu dụng, được sử dụng của cái tâm thôi. Cái tâm thực sự mới chính là cái biết. Và bởi vì thí dụ như thầy nói về cái chuyện ngay tại hiện tại đó, mà mình thấy mình bám vào cái tâm hiện tại, thực sự không có cái tâm của hiện tại. Nó gọi là mind of the present, nó thực sự không có, mà chỉ cái mind là có. Còn cái hiện tại nó không bao giờ nó giữ được ở đó, nó đi luôn. Tức là những cái suy nghĩ mình tưởng là mình bám vô cái đó là suy nghĩ, nhưng mà thực sự cái suy nghĩ nó trôi qua rồi. Chính vì vậy đó, và cái đó mình phải suy nghĩ cũng phải gá vào pháp. Dạ, vậy thì cái tâm mà suy nghĩ đó vẫn là duyên hợp và nó không thật. Chưa kể là các pháp nó cứ trôi chảy, nó có dừng đâu mà để nó mình bám vào cái gì. Cũng giống như mình giận ai cái gì đó, mình chụp ảnh để mình nói mình giận cái hình ảnh này nè. Nhưng mà hình ảnh này đâu có thật đâu. Quá khứ đã qua và nó vẫn đang trôi chảy. Mình giận, mình thương ai đó qua một hình ảnh, qua một cư xử. Thì thật ra đó là cái nghiệp của chúng sanh chấp nhận. Chứ thật ra cái thương, cái ghét gá lên một cái hình tướng gì cũng là huyễn hóa, vô thường và không thật. Cho nên tại sao khổ đau? English, please. Everything is depend conditionally arise. Just like when you say you like somebody or you dislike somebody, because if they say something nice, you like. Because they say something not nice, you unlike them. So everything is conditionally arise. So it's not real, so it's illusion. Everything arise. Depend on so many conditions combined together, composed together. So that's why it's not real, it's illusion. Thưa đại chúng, khi hiện tại mà chúng ta suy tính phải làm việc gì đó, thì cái suy nghĩ nó tính từ việc này qua việc kia, chứ nó đâu có dừng với một đối tượng. Nó thay đổi luôn luôn. Cho nên cái tâm đó, biết cái tâm nào là cái tâm thật cố định đâu, nó thay đổi liên tục, mà vô thường là không thật. The mind is constantly moving, it's planning to do something, it's always so busy, it's not calm. So which one is real? Cho nên nhớ lại thêm một đặc tính nha, vô thường là không thật, vô thường là tánh không. Mà mình thì hôm nay có thấy cái tâm mình nó thay đổi luôn luôn không? Vậy tâm mình có vô thường không? Cái vọng tâm đó vô thường, cái tâm tính toán đó vô thường, và cái tâm tính toán đó nó không thật. You see, the mind is constantly moving, constantly planning something, constantly thinking. So that means the mind is impermanent. If it's impermanent, that means it's unreal. Và một điều quan trọng khi nói về tâm, cái tâm mà dính cảnh đó, dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai,
cái tâm đó nó đã là tánh không, nó không thật. One more thing is very important for you to remember. When the mind, when your mind attached to one object, either that object it belong to the past or the present or the future, is still unreal, but that is still emptiness. Và quan trọng nhất nhấn mạnh hôm nay, nó không phải là mình. And the most important thing is that when you memories or you thinking or your mind thinking is moving, planning, is not you. À, cho nên nó không phải là ego. So it's not an ego. À, vì thế mà khi chúng ta trình bày một tư tưởng, một suy nghĩ, đừng bao giờ mình nói đây là tôi, đây là ý nghĩ của tôi, mà ai chống tư tưởng của tôi thì người đó đang chống tôi. Điều đó chúng ta thường phạm phải và mình có thể trở thành một người tạo nhiều tội lỗi và đau khổ. So in every daily life, when you share an opinion or share an idea, do not say this is my idea and you have to agree with this idea. Trong most of the time we attach to that kind of idea that's mine, it's real. So that's why we create a lot of karma. À, cho nên tới đây chúng ta suy gẫm nha, không phải suy nghĩ nha, mà quán chiếu nhìn cho rõ cái tâm mình khi khởi niệm này, khi dính mắc chuyện khác, và cái gì mà dính mắc để có tư tưởng, nó đều là tính chất duyên hợp. Duyên hợp là như vậy đó. Duyên hợp là trụ vào hai ba điều rồi cho ra một tư tưởng, thì đó là duyên hợp. Và cái tư tưởng của mình nó không thật, và quan trọng là nó không phải là mình. Tại vì tư tưởng nó thay đổi hoài, mình phải cố định chứ, sao mà mình thay đổi nhiều vậy. So one more thing that I want you to contemplate. Contemplate deeply. Every time when you attach to some objects, to something in your mind, it means it conditionally arise. It combines so many different ideas, different objects get together. So it's not real. Cho nên chúng ta cũng được nhắc nhở là chúng ta tiếp xúc với cảnh phải tiếp xúc bằng trí. Cái trí nó cũng rõ ràng thường biết, nhưng mà nó vô phân biệt, chứ không phải tiếp xúc bằng tâm, phân biệt, tính toán, hư vọng. So try to in daily life when we contact with the objects outside, use our ever shining wisdom. Don't use our differentiating mind. Do not use our false mind. À, và đoạn chót này để chúng ta thấy mê hay giác nó chỉ từ cái căn bản này. Thấy nó thật thì chúng ta mê, mà biết tâm đó là hư huyễn, không thật, thì đó là giác ngộ. Đơn giản vậy thôi. Mà khi giác ngộ, dĩ nhiên nó phải có hành động của an lạc, trí tuệ, từ bi. So there is two different ways we have to clearly understand. Every time we attach to the objects and we think that objects, that matter is real, and then we attach to it, so it causes suffering. But every time when we use our wisdom, ever shining wisdom, to realize things, all phenomena is unreal, so then we can liberate. À, ngày nào mà chúng ta còn thấy tâm mình là thật để mình bảo vệ và mình đấu tranh tạo nghiệp lẫn nhau, thì ngày đó còn là mê. Whenever we still attach to our false thoughts, we mistake, we think that thought is mine and is real. So we always have a conflict
and we fighting for that right. Trong cuộc sống chúng ta vẫn có thể trao đổi cái nhìn, nhưng chúng ta không bao giờ coi nó là mình, mà nói rằng đây là cái suy nghĩ của mình và cái suy nghĩ này không phải là cố định, không phải là chân lý. Of course, every daily life we can share our ideas and our opinion, but don't attach to it. Don't think your ideas, your opinion is the truth. À, và khi mà mình thấy cái tư tưởng của mình quá tuyệt vời rồi, thì mình sẽ bị nó cột rối và mình sẽ tạo nghiệp nếu chúng ta không được như ý. Because whenever we think that my idea is number one and we attach to that, and whoever don't follow that idea, then we not satisfied and we create karma. Tóm lại, chúng ta biết được cái gì là giả để chúng ta buông xả. Conclusion, we have to know that what is unreal and what is real. Cái giả đó chính là cái tâm gá nơi cảnh, cái tâm vọng. The unreal, the false thoughts is the mind attached, hold on to the objects outside. Còn cái gì là thật? What is real? Chính là cái thấy biết rõ ràng mà không phân biệt. The real is the ever shining wisdom, always know but no differentiating. Và nếu chúng ta sống được với cái biết tỉnh giác, không dính mắc nơi cảnh để phân biệt, thì chúng ta đang sống với trí tuệ bát nhã và chúng ta đang vào cửa thiền để giải thoát khỏi luân hồi sanh tử khổ đau. If we always live with the calm mind, radiant, still radiant mind, no differentiating, so that we can have a peace life and liberated life. Tóm tắt, cái trí tuệ bát nhã là từ cái chân tâm của mình hiển lộ. Remember, the ultimate wisdom is came from your Buddha nature. Qua sáu căn chúng ta có được cái thấy biết của sáu căn một cách rõ ràng mà không có phân biệt. Through our sixth sense, we can be able to see the objects, but still quiet mind, no differentiating. Và cái khó là cái diệu quan sát trí, chúng ta vẫn thấy rõ ràng bình hoa này, thấy rõ ràng, thấy cành, thấy lá, thấy hoa, nhưng không phân biệt, có nghĩa là không khen chê, không chọn lựa ở trong đây. Ever shining wisdom, that means we can be able to see everything in front of us clearly, but no mind, no discrimination, no differentiating. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ không có cái bản ngã trong cái thấy, nghe, hiểu biết của mình. Because of hearing, seeing with no mind, so that means we don't have any ego attached to that. Bản ngã là gì? What is the ego? Thưa đại chúng, mời quý vị phát biểu thật nhanh á, tại vì cái này mình rành lắm á, mình phạm nhiều lắm á. Thế nào là bản ngã? What is the ego? Because every day we deal with this a lot. So what is the ego? Dạ mô Phật, theo con thì cái theo sự chỉ dạy của thầy thì cái bản ngã có nghĩa là mình thích hay không thích, mình khen hay chê, nó tùy theo cái thỏa mãn cái thích của mình á. Cái chuộng của mình á, giống như là cái bản ngã, tức là thương ghét hay là thích hay không thích, chiều theo cái nghĩ của mình, cái thấy của mình. English.
The ego is, let's say, I am happy when you agree with me. But I will be upset. I don't like you because you disagree with me. See, so whenever, whoever can satisfy my needs, then I'm happy or I'm upset. So that is my ego because it satisfies my needs, my happy or my sadness. À, mời Từ Hoa Khai. Yeah, mô Phật, thưa Thầy, con thấy cái bản ngã nó chính là những cái hiện tượng sự vật ngay cả của chính mình và của người ngoài trong cái quá trình tiếp xúc. Và mình thấy cái đó là của mình. Cho nên mình gọi cái đó là bản ngã, cái của tôi. À, chấp nó là của mình ha. Và nói cho dễ hiểu, đối với các pháp mình chấp là của mình, nó có cái tính chất sở hữu. Và luôn cả cái tâm niệm của mình cũng sở hữu nữa. Một cái tâm vọng khởi lên, mình chấp đó là tâm của mình. Và tâm mình là tâm gì? Tâm lựa chọn, phân biệt. Cái tâm đó đó, mình chấp cứng một bên, thì đó chính là chấp ngã. Whenever we attach to our mind, our thinking, possession, that is our ego. English clearly. Please. The master, the ego in my understanding is whatever the phenomena outside or inside ourselves. Through the contact, we take it and we think, we take it and we convert into the concept of possession. It is my. So that is called ego. À, thì buổi học hôm nay nhắc nhở một lần nữa cho đại chúng cố gắng đừng bao giờ chấp các pháp từ bên ngoài cho đến tâm của mình cũng là một pháp, mà cho nó là thật và để cho nó chi phối. One more time, reminding this lesson today is always remember, do not attach to all the phenomena and our mind is real. Rồi liệu mà hành trì như vậy mình có thể sống trong cuộc đời này dễ dàng không? What if some people say that if I look at all phenomena outside is unreal and my mind is unreal, then how do I live in this life? À, thưa đại chúng, vẫn được đó. Sở dĩ bắt đầu mình thấy hơi khó tại vì mình chưa có giỏi để ứng dụng. Nhưng mà khi mình biết ứng dụng, mình sẽ trở thành con người dễ thương, mềm mại, hài hòa, chứ không phải chấp cứng để luôn luôn có đấu tranh khổ đau cho mình và cho người. Đây là một con đường rất là an lạc, hạnh phúc. Of course, we can be able to see the all phenomena and our minds are unreal. Once we can be able to practice to use the wisdom to see the phenomena and our thinking is unreal, then we can be able to let go. We will be so much easier to easy to like people like us. We have a peace mind. We live very happily. À, chúc quý vị một tuần lễ thực hành coi như là giác ngộ cái tánh không của các pháp, để xem một tuần này có an lạc hơn hay là đau khổ hơn. Xin gặp nhau tuần sau để cùng trình bày cái kết quả thật của mình. Within that week, I wish you all try to attend to live with that emptiness. So when you're facing with life, and how do you use that emptiness? Nên nhớ khi mà tu như vậy là hoàn toàn rất là tùy thuận trong cuộc đời, chứ không có nghĩa là hôm nay mình tu rồi mình bắt đầu không làm gì cả. Để chứng tỏ là mình giác ngộ tánh không nha. Tánh không không phải là không làm gì cả, mà tánh không là hài hòa, không chấp, vô ngã, vô chấp,
Cho nên an lạc giải thoát. Don't mistake thinking that okay, I live with the emptiness now, so I don't do nothing. That is a mistake. Don't think like that. When we live with that emptiness mind, it means no mind, no things. We live no ego. We live very happy and will be able to have a peace mind, and we can be able to we deal with any situation. We can be able to deal with any situation, but no mind, no attachment, no ego, no suffering. Xin mời quý vị nghe bốn câu kệ kết thúc để khích lệ đại chúng dụng công. Vì nếu dụng công tốt, chúng ta sẽ được gọi là ngay cái thân này sẽ phóng được hào quang. The end of the class, I give you four. I give you a poem with four sentences. So we can be able to live with that shining Buddha nature. This body is always shining. Cái bài kệ cửa không ngã ấy người nào đến. Cái tiếng Anh có bài kệ đó không? Có ghi mà quên rồi. Hình như là phía trước là phải. Rồi. 39. There is the way to the gates of emptiness. It's the way. Còn trang 39 đọc giùm. 39. There is the way. Con. Oh. There is the way to the gate of emptiness. Everybody can come. Once you arrive there, you will know how wonderful it is. If your earth of mind is clear of weeds, your body will automatically shine brightly. Đây là cái sự khích lệ, một món quà mà Phật đang để sẵn cho những ai dụng công mà coi như đắc lực để thành tựu. This is the gift from Buddha. Give it to whoever can be successfully practice. Cái cửa không á, có thể dụng công được, có một cái con đường có thể đến được. There is the way to the gate of emptiness. Và chúng ta trả lời luôn đến bằng cách nào? Answer what is how? No mind. Khi mà chúng ta đối cảnh, chúng ta không dính mắc, chúng ta không cố định nó là thật và coi nó là bản ngã để mà đấu tranh, thì đó là chúng ta đang vào được cửa không. So when we facing with life, no mind, no differentiate, no argue, then that is there is the way to the gate of emptiness. Nhớ lại mấy cái đặc tính đó nha, là thấy các pháp không thật, cho nên không dính mắc và không có thái độ chấp cứng vào nó để mà đấu tranh. So thì chúng ta vào được cửa không. There's a couple characteristic in order to get to the gate of emptiness is look at the all phenomena is unreal. And then if it's unreal, then don't attach to it. If you don't attach to it, so that means you not fight for it, you not like conflict with it. Và người nào mà đến đó mới biết là đó là nơi rất là đặc biệt, rất là cao siêu. Once you arrive there, you will know how wonderful it is. Đến đó đi, làm thử đi, rồi sẽ thấy chỗ đó, ôi sao mà nó đặc biệt quá, nó cao siêu, nó giải thoát, an lạc quá. Tried it. When you get there, then you know, oh, it's so wonderful, it's so special. Try it, then you will can taste it. Cái lúc mà chúng ta dụng công thành công á, thì tâm địa của mình sẽ không có những cái gì cỏ rác, có nghĩa là không có những cái vọng tưởng, tham sân si xuất hiện. Once you successfully practice, then you will see your mind
the your mind, the earth of mind is clear of weeds, so that means no afflictions, no false thoughts. Nó cũng không có khổ đau luôn. There's no suffering too. Và khi mà không có những cái điều tầm thường đó của vọng tưởng, vọng tâm đó, thì ngay cái thân của mình sẽ là thân Phật, cho nên sẽ phóng quang trí tuệ, giác ngộ, giải thoát có tức khắc ngay trong đời sống này, ngay nơi thân này. So if your mind doesn't have any of that false thoughts and suffering and attachment, then your body will automatically shine brightly. Your Buddha body, your body will automatically shine brightly. Tặng cái bài kệ kết thúc buổi học để quý vị biết khi mình thành công là sẽ được như vậy á, phóng quang tâm mình sẽ sáng suốt, sẽ an lạc, sẽ giải thoát. Chứ tu rồi nó buồn rầu khổ đau thì đang đi trật đường. So whenever you feel very down, very sadness, very suffering, that means you are in the wrong way. Wrong way. Whenever you know you are practice successful, that means your body will automatically shine brightly. Xin kết thúc buổi học ở đây. Xin mời tất cả cùng hồi hướng. Let's end the class here and dedication. May our merits and virtues benefit all sentient beings. May we and sentient beings all achieve the Buddha way. Không lìa sự khổ đau, ung dung ngay chính trong phiền não. Cực lạc đâu nào tách thế gian, khổ đau ấy chính là an lạc. An lạc không lìa sự khổ đau, giữ tâm thanh tịnh trong mọi cảnh. Tâm tịnh làm sao cảnh chẳng an nguy cũng đều do tâm cả. Đừng đổ thừa hay trách cứ ai, hãy trách tâm mình chưa tỉnh thức. Ngày đêm mãi giang gắng công tu, khổ đau ấy chính là an lạc. An lạc không lìa sự khổ đau, khi tâm vô nhiễm đời thanh thoát. An lạc là đây ở điểm này.
là an lạc. An lạc không lìa sự khổ đau, ung dung ngay chính trong phiền não. Cực lạc đâu nào tách thế gian, khổ đau ấy chính là an lạc. An lạc không lìa sự khổ đau, giữ tâm thanh tịnh trong mọi cảnh. Tâm tịnh làm sao cảnh chẳng an, an nguy cũng đều do tâm cả. Đừng đổ thừa hay trách cứ ai, hãy trách tâm mình chưa tỉnh thức. Ngày đêm mãi giang gắng công tu, khổ đau ấy chính là an lạc. An lạc không lìa sự khổ đau, khi tâm vô nhiễm đời thanh thoát. An lạc là đây ở điểm này, an lạc là đây ở điểm này.